mỗi người đến với âm nhạc theo cách riêng của mình. Có người đến với âm nhạc bằng hình thể, có người đến với âm nhạc qua âm thanh của nhạc cụ nào đó, rồi hát là cách mình đến với âm nhạc bằng âm thanh của chính mình. Hát là lúc mình truyền cảm hứng cho bản thân nè, hát là lúc mình truyền cảm hứng cho mọi người nè, hát là cái cách mình bày tỏ và cảm nhận mọi người nhanh nhất. Thì học hát là cái cách giúp mình thể hiện cái điều đó nó tốt hơn, sâu sắc hơn, trọn vẹn hơn. Tôi nghĩ thì các bạn nên học thanh nhạc bởi vì nó sẽ giúp cho giọng hát của các bạn sáng hơn, to rõ và đẹp hơn. Bên cạnh đó nó còn giúp cho giọng nói của mình có thể to rõ và chắc khỏe hơn để các bạn có thể tự tin hơn trong giao tiếp. Theo mình thì mình học thanh nhạc để mình điều khiển cái giọng nói và cái giọng hát của mình theo cái cách mà mình muốn. Nếu các bạn muốn thể hiện cá tính của mình, muốn nói lên những tâm tư, tình cảm của mình thông qua bài hát thì các bạn hãy học hát nhé.